Xin chào các thầy cô và toàn thể quý vị và các bạn có mặt ở đây. Hôm nay em tên là Trần Đặng Nguyễn Nguyên. Hôm nay em xin trình bày aria Quando Mento chất trọng vàng 2 của La Bohème. Này là cô nhân vật Musetta hát aria này khi cô đứng trước những người bạn phóng túng của mình để nhằm lôi kéo sự chú ý của chàng Marcello người yêu quân. Mấy bạn, trước khi mình bắt đầu thì cô có một nhắc nhở là mình tắt điện thoại di động. Em chuyển sang cái đồ rung thấp nhé, tắt máy, không để chuông reo lên xuống. Thank you.